này thử thách Minh Phương với Thanh Bình thì sao á, chứ đâu rồi. Thôi anh Phương ơi, còn số tiếp theo đó Phương, còn nhiều lắm, thời gian đâu có hạn đâu mà. Rồi. Bé Phương làm hay quá đi. Xe ba giữ đây nè. Quỳnh My với Seven quánh tù tì nào, ai thắng là được quyền lựa chọn nha. Tù tì ba cái gì, ba cái này. Đây của con đây, rồi của con đây, rồi con muốn con làm trước hay con làm sau? Con làm trước. À rồi, vậy chúng ta sẽ ra đây, chúng ta ngồi nhìn rồi trước luôn. Rồi bên đây đợi mình Tưng, bây giờ sẽ bên Tưng trước, được một cái là mừng lắm rồi, ôm là xong rồi đá luôn, đá bổng lên xong con đá thêm cái thứ hai nha. Rồi, một cái rồi đi ra tới đó ngồi đi, đáng Tưng ha. Rồi quay lại từ từ, cứ tập trung vào, không có gì đó. Rồi ok, cảm ơn con. Yeah. Rồi nếu ra cho bạn mình. Rồi chúng nó ngồi. Rồi tới đội Quỳnh My đứng dậy nào. Đứng dậy nào. Con Hiếu với Cường đâu? Rồi tới chung mọi người đội mình ngồi đây. Rồi bây giờ nha, Quỳnh My Tưng trước nào. Quỳnh My Tưng được hai cái cho ba nào. Rồi đá lên con, đá vậy nè. Một cái. Rồi tới Hiếu nào. Một, hai. Hai cái. Cường cố gắng Tưng hai ba cái nào. hai là bốn. Bốn với, bốn với đây một là năm hả? Trời ơi, dĩ bằng nhau. Trong 3 phút, cha hãy hướng dẫn con và hai khách mời của đội mình cách đá và chụp bóng. Sau đó, mỗi đội hãy cử ra một bạn nhỏ hoặc con của đội mình làm thủ môn. Từng thành viên còn lại của mỗi đội sẽ luân phiên lần lượt đá banh vào khung thành của đối phương. Hai đội luân phiên, qua hai lượt đá, đội nào ghi bàn được nhiều hơn được một huy hiệu. Ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn. Yeah, ok, ok con trai, đúng rồi. Ok, đá lên Thiện ơi. Trọng tài, trọng tài, nghe tín hiệu trọng tài. Nhưng mà nếu mà lực á, kệ, nếu mà đá vô thì mới đá lại, chứ đá ra ngoài thôi rồi bỏ luôn. Đá vô đá lại đúng lực đàng hoàng. Đá lại con, vô đá lại. Đó. Cố lên, ghi bàn, ghi bàn. Rồi, ok. Rồi, tới Quỳnh My. Tới Quỳnh My, Quỳnh My đá nổi không? Quỳnh My cố lên, Quỳnh My cố lên. À. Rồi tới đội bên đây, ok tới bên đây, từ từ nghe chú Bình đếm nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Ok, tới thiện đá lên con, đá thiện, từ từ để nghe có Bình đếm. Chạy lui ra bắt đà. Ok, nhìn cái bóng kìa, nhìn đúng không? 1, 2, 3 bắt đầu. Ok, đúng rồi. Yeah, tới con, tới ai nữa? Yeah. Tới Phúc, tới Seven vô. Seven vô. Đây con. Từ, lui ra chạy tới, sút vô anh đó nha chưa. Dù là con trai của tuyển thủ tài hoa Minh Phương, nhưng Seven vẫn chưa được tiếp xúc với bóng nhiều do tuổi còn nhỏ. Trong nhiệm vụ trước, anh chàng chỉ giúp cha tâng được một trái banh. Liệu trong nhiệm vụ lần này có thành công? Chưa. Từ từ, để chú Bình điếm đó nha. Vậy nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Yeah,
cái mình bình nói nè. Mạnh nha Cường, cứ thấp rồi xuống con. 1 2 3 bắt đầu. Đúng rồi, ok. Ok. Không sao. Không sao. Nghe. 1 2 3 bắt đầu. Đã mạnh quá, đã mạnh quá. Tới bên, tới xe bên, tới xe bên vô. Xe bên đâu? Bên vô, gắn ghi bàn nữa coi. Dạ. 1 2 3 bắt đầu. Rồi, ok. Rồi, đổi lại thiện chụp. Đá lại. Thôi, không đá lại, hết rồi. Đá lại. Ok, tới từ đá trước con. Giải là thiệt ơi. 1, 2, 3 bắt đầu. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Rồi, tới Hiếu. Yeah. Hiếu vô con. Hiếu vô. Giải là thiệt. Rồi, bắt chấn xa ra Hiếu. 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi, rồi. Rồi, tới Quỳnh My. Quỳnh My đâu? Quỳnh My đâu? Tới con. Tới con. Đá với bạn giống như mình, giống như Seven nha. Thiệt ơi, đáng giữ trắng lưới cái này là mình thắng á thiệt ơi. Giải là thiệt. Đây. Đứng đây nha, đứng đây con. Thôi con có muốn chạy xa không? Con có muốn lui ra chạy xa không? Hay là đứng gần? Chưa nha, đứng đây. Rồi, 1, 2, 3 bắt đầu. Ok. Con hay quá, cảm ơn. Gỡ hòa trong nhiệm vụ tầng bóng, nhưng đội của huấn luyện viên Thành Bình đã đá vào khung thành ít hơn đội bạn một trái banh. Xin chúc mừng Trà Minh Phương và Seven đã ghi thêm một điểm trong nhiệm vụ đá bóng luân lưu này.